Bây giờ là phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là Tuấn Hải, vẫn là Tuấn Hải, cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Một pha solo, một pha độc riêng của Tuấn Hải. Quả đá phạt góc thứ tư dành cho đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1. Bóng được treo về hướng Cosa. Và đó pha điều chuyền đánh đâu. 1-0 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và lại là tình huống cố định giải quyết tất cả. Một pha phối hợp đá phạt góc có ý đồ. Và Tuấn Hải là người chấp cơ hội để ghi bàn thắng, mở tỷ số cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, mang lại niềm vui cho các cổ động viên trên sân vận động Thống Nhất. Cuối cùng thì các cổ động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã có thể được ăn mừng bàn thắng. Bàn thắng mà phải sau 5 năm rồi họ mới được chứng kiến tận mắt trên sân vận động Thống Nhất từ các cầu thủ tuyển thủ quốc gia của mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp đá phạt góc này. Adriel Smith luôn là điểm đến ở những tình huống cố định từ những đường chuyền và đánh đầu chiến thuật hướng trái bóng về phía cột đối diện, và đó là thời điểm mà Tuấn Hải đã chớp được thời cơ. Hai phần ba thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có được bàn thắng đầu tiên vào lưới đối thủ. Dành cho những cái tên mới đã xuất hiện trong hiệp 1 và cả những cái tên cũ cần phải được kiểm chứng lại. Đội trưởng của Afghanistan bị đau, đó là Fasano. Hướng va chạm có lẽ là không thực sự có chủ đích của Tuấn Hải. Quang Hải và các trung vệ thì cũng đã có mặt trong khu vực 16m50. Lần này là cú đá một cú gần, không được. Thêm một cú đá nữa vẫn không vào. Quang Hải. Như vậy là sẽ có thêm một quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp đá phạt góc vừa rồi. Một cầu thủ của Afghanistan cứu nguy trên vạch vội, và cú đá tiếp theo thuộc về Quế Ngọc Hải, người đã cứu thua cho đội khách, đó là Ali Khin. Hoàng Đức đang là người có lẽ được kỳ vọng nhất. Phạm Tuấn Hải. Đối phương có lẽ là đã bắt bài được đường chuyền vừa rồi. Bàn thắng của Tuấn Hải vẫn đang là pha lập công duy nhất trên sân vận động Thống Nhất cho tới thời điểm này của trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan. Và Văn Vĩ đã làm tốt điều này, và anh đã phối hợp tốt đối với Văn Đức và Quang Hải, và đã tấn công tốt bên phía hành lang cánh trái. Bây giờ là phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đây là Tuấn Hải, vẫn là Tuấn Hải, cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Một pha solo, một pha độc riêng của Tuấn Hải. Quá tuyệt vời. Anh Long thấy Tuấn Hải ở trong pha bóng này anh đã thi đấu độc lập tốt như thế nào. Rất tự tin. Có thể nói đây là một pha bóng mà Tuấn Hải một lần nữa khẳng định được sự trưởng thành của anh. Cả hai bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay đều thuộc về Phạm Tuấn Hải. Đó rõ ràng là một tín hiệu cho chúng ta thấy được rằng trong quãng thời gian tới đây thì Tuấn Hải có thể làm được những gì, có thể tạo nên độ dày cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam sau rất nhiều những sự thiếu hụt về mặt lực lượng ở những năm vừa qua khi chỉ có Tiến Linh. Hãy xem cái cách mà Tuấn Hải cầm bóng, đột phá vượt qua cầu thủ đối phương và quan sát trước khi dứt điểm vào góc gần. Ngay ở tình huống dứt điểm cuối cùng thì Tuấn Hải cũng đã đánh lừa được thủ môn Azizi. Trong những phút cuối thì đội tuyển Việt Nam đã có thêm được một bàn thắng nữa. Tiếng gọi của trọng tài Ngô Duy Lân đã cất lên. Hai bàn thắng của Phạm Tuấn Hải đã giúp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam có được thắng lợi 2-0 trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Afghanistan. Một trận đấu mà Đặng Văn Lâm đánh dấu sự trở lại thực sự của mình trong khung thành của đội tuyển Việt Nam với những tình huống phản xạ xuất sắc. Những gương mặt mới cũng đã được thử nghiệm, những sơ đồ chiến thuật cũng đã được sử dụng ở trong trận đấu ngày hôm nay tùy vào những tình huống và thời điểm cụ thể. Chúng ta cũng đã có được những bài học cần thiết đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự, khi đối phương cũng đã có không ít những cơ hội nguy hiểm